xưởng gỗ Mộc Nam Huy. Xin kính chào tất cả quý anh chị khách hàng. Vâng, hôm nay Mộc Nam Huy xin giới thiệu đến tất cả quý anh chị khách hàng một chiếc kệ tivi được làm theo tiêu chuẩn hàng đặt của khách hàng. Đây là chiếc kệ được làm với kích thước mặt, đó là cái kích thước của cái tấm trên này, có chiều dài là 2m66, độ dày của sản phẩm là 8 phân và chiều sâu của sản phẩm, chiều sâu mặt là 42 quý anh chị nhé. Ở trên kích thước chiều cao tổng thể là 81 phân. Đây là sản phẩm được Mộc Nam Huy làm với tiêu chuẩn là nguyên khối quý anh chị nhé. Mặt ở đây là mặt nguyên khối hết, rất là giá trị. Và kích thước chiều dài lên tới là 2m66 quý anh chị nhé. Đây là một cái kích thước rất là dài cho một chiếc kệ tivi. Và chiếc kệ này cũng được làm với tiêu chuẩn là các bản chân, là các bản chân đặc nguyên khối. Và hai đầu với chiếc kệ này nó có cái chiều quá dài, cho nên là Mộc Nam Huy cũng làm thêm hai cái cột điện này để làm tăng thêm cái độ cứng cáp và tăng thêm cái độ đảm bảo cho cái phần mặt này quý anh chị nhé. Đây là một chiếc kệ tivi được làm với 4 chiếc hộc kéo. Vâng, tại vì kích thước nó quá dài cho nên là làm thêm 4 cái hộc kéo quý anh chị nhé. Sẽ bắt thêm các tay lắm ở đây để kéo cái nắp hộc kéo ra. Với phần chân thì ở đây Mộc Nam Huy làm với cái bản chân thì được làm theo kiểu bản chân chân quỳ quý chị nhá, bản chân quỳ khá là đẹp. Và các cái phần diềm ở đây thì Mộc Nam Huy làm là xung luôn. Vì đây là chiếc kệ được làm với tiêu chuẩn nguyên tấm nguyên khối, vậy nên thì các cái chi tiết đục chạm nó không có trên chiếc kệ này. Vì đây là chiếc kệ được làm theo lối hiện đại và làm về cái lối chúng ta khoe về gỗ, khoe về cây, chứ không có thiên về vấn đề đục chạm quý anh chị nhé. Đó, và giá trị nhất trên chiếc kệ này không đâu thì nó ngoài cái tấm mặt này quý anh chị nhé. Với tấm mặt này là mặt dày liền, nguyên tấm dày 8 phân và chiều sâu là 42. Vâng, tiện với cái thước ở đây, Mộc Nam Huy sẽ đo trực tiếp cho quý anh chị coi độ dày và độ sâu của sản phẩm. Và với cái mặt này, đây là một cái mặt kệ nó có phần bông vân rất là đẹp, không đơn giản để quý chị có thể tìm được. Đó, vì đây là các hàng tiêu chuẩn đặt. Tại đây quý chị có thể theo dõi chiều dày của sản phẩm là 8 phân quý chị nhé. Đó, và chiều sâu đo thực tế cho khách hàng qua cái video luôn để quý chị nhìn cho nó cận cảnh. Đó, và chiều dày về sâu ấy là 42. Tại đây thì thêm các cái bản chân đặc như ban nãy Mộc Nam Huy cũng giới thiệu rồi. Bản chân đặc đây là bản chân 12, chân đặc nguyên khối hết, rất là giá trị. Với kích thước chiều dài lên tới là 2m66 của cái bản mặt. Đó, còn đây là một kích thước mà khách hàng yêu cầu. Thì chắc chắn là đây là không gian mà để kê được chiếc kệ này. Thì khách hàng cũng đã tính toán chắc là cũng rất là kỹ rồi đúng không quý anh chị. Đó, đây là sản phẩm Mộc Nam Huy là theo yêu cầu cho khách hàng. Khách đặt trước quý chị nhé. Chất liệu gỗ quá đỏ tự nhiên hết 100%, bao gồm cả mặt trước, mặt sau, trên dưới trong ngoài. Mặt sau thì Mộc Nam Huy cũng làm thêm các cái phần diềm mặt sau. Và với các cái phần chân thì nhìn từ mặt tiền thì quý anh chị cứ tưởng là chỉ có 4 chân thôi, nhưng thực chất thì Mộc Nam Huy làm thêm nhiều những cái chân nữa để tiếp xuống đất quý anh chị nhé. Vì đây là một chiếc kệ rất là dài cho nên nó cần có một cái độ cứng cáp hơn bình thường rất nhiều. Và với riêng về cái phần chân thôi, các phần chân nguyên khối thôi, Mộc Nam Huy cũng phải bổ sung thêm hai cái cây nữa ở hai đầu để tăng thêm cái độ cứng cáp, ít nhất là từ cái cách chúng ta nhìn, sau đó là chúng ta cảm nhận được, và nó là cái vấn đề về kỹ thuật nữa quý anh chị nhé. Ở đây quý anh chị nhìn từ góc này, quý anh chị thấy rằng có thêm những cái cây tiếp đất nữa, trực tiếp nó tiếp xuống đất này, nó tăng cường cái độ cứng cáp cho sản phẩm, chứ nó không đơn giản như là chỉ có bốn chân hai đầu thôi quý anh chị nhé. Vâng, và nếu anh chị khách hàng có nhu cầu cho sản phẩm này, quý anh chị có thể liên hệ tới Mộc Nam Huy để đặt hàng. Và với những chiếc kệ tivi, quý anh chị có thể tùy ý đặt theo yêu cầu, theo sở thích, theo kích thước mà quý anh chị có thể cần. Và đây là chiếc được Mộc Nam Huy hoàn thiện cho khách hàng, bao gồm cả sơn xịt hoàn thiện tại xưởng, giá là 23 triệu quý anh chị nhé. Tại đây sản phẩm thì đang trong quá trình mộc. Ở đây Mộc Nam Huy cho anh em vừa tẩy sáng sản phẩm trước khi sơn, và phía bên trong là khu vực xưởng sản xuất của Mộc Nam Huy. Mong là quý anh chị cùng tham khảo các cái sản phẩm. Vâng, và anh chị khách hàng có nhu cầu có thể liên hệ tới Mộc Nam Huy để đặt hàng qua hai số điện thoại, và hoặc không anh chị có nhu cầu mà anh chị
thích tới xưởng tham quan, anh chị cũng có thể tới tận xưởng để trực tiếp địa chỉ 519A, ấp Ngũ Phúc, xã Hồ Lê Ba, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai để anh chị cùng tham quan nhé. Vâng, đây sẽ là một chiếc kệ tivi rất là đẹp và giá trị. Xin chào, hẹn gặp lại quý anh chị trong các video kế tiếp.